Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường nông sản thường xuyên biến động, liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân là hướng đi cần thiết, là giải pháp bảo đảm sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương. Vậy thực trạng quá trình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp hiện nay như thế nào? Sự liên kết này đang có những thuận lợi và khó khăn ra sao? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân còn nhiều khó khăn. Trước tiên xin mời quý vị cùng xem những ghi nhận từ phóng viên VTV. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản trái cây, thời gian đầu doanh nghiệp này thực hiện liên kết với các hộ dân nhỏ lẻ để thu mua trái cây phục vụ cho xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không thể thu mua đủ số lượng trái cây xuất khẩu dù đã xây dựng vùng nguyên liệu bằng chuỗi liên kết khép kín từ cung ứng giống đến sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Nguyên nhân là do nông dân bán ra ngoài cho thương lái. Trường hợp của công ty Orga chỉ là một trong rất nhiều ví dụ cho mô hình liên kết lỏng lẻo giữa nông dân và doanh nghiệp. Thương lái người ta lại có tiền mặt, người ta lại ở địa phương nữa. Rồi người ta lại có thể là tác động với chính quyền, người ta có thể tác động với tâm lý nông dân. Nên xảy ra hiện tượng là nông dân cứ cắt non, cắt già bán hết cho thương lái mà bỏ doanh nghiệp. Chừng 1-2 mùa là doanh nghiệp lại đứt hợp đồng và doanh nghiệp không thể kinh doanh được nữa. Theo khảo sát của Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc tổ chức liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể, mỗi hecta lúa tham gia trong cánh đồng lớn có thể giảm chi phí sản xuất từ 10 đến 15% và giá trị sản lượng có thể tăng 20 đến 25%, thu lợi thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng trên một hecta. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc liên kết sản xuất trong nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ và mối liên kết này cũng khá lỏng lẻo. Nếu mà nói về cái liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thì doanh nghiệp vẫn là cái hệ thống chủ lực để đưa cái mặt hàng gạo ra ngoài thị trường. Thì nếu hôm nay đó, theo cái thống kê của chúng ta đó, thì cái số doanh nghiệp để liên kết với nông dân chỉ được vài phần trăm. Vài phần trăm đó thì là như vậy rất là hạn chế trong một cái điều kiện để phát triển một cái ngành nghề, một cái mặt hàng cho xuất khẩu, thì cái này nó còn phải cần cái sự thay đổi của người nông, tư duy của người nông dân để mà liên kết với doanh nghiệp để mới có điều kiện mà chúng ta đưa được cái sản lượng gạo tăng hơn, đưa được cái chất lượng gạo tăng hơn. Chứ thiệt nay khẳng định rằng là cái mối liên hệ liên kết này chỉ được mới có vài phần trăm thôi. Hiện nay cả nước chỉ có 2-3% hộ nông dân trên cả nước ký hợp đồng với doanh nghiệp và 60% doanh nghiệp ký hợp đồng với người nông dân không tham gia đầu tư cho họ mà chỉ thu mua, gom sản phẩm. 85% hợp tác xã trên cả nước không tổ chức sản xuất theo thị trường. Người nông dân nuôi trồng xong không hề biết mình sẽ tiêu thụ sản phẩm kiểu gì và ở đâu. Ngay cả trong hợp tác xã cà phê của Trung Nguyên chỉ có 1% được tổ chức theo hướng thị trường. Chúng ta không có những cái quy mô để tập trung những người nông dân lại một cách đúng nghĩa. Trên mẹ anh đó là không tạo ra những cái sản phẩm đồng nhất về mặt chất lượng cũng như là về mặt sản lượng. Là chúng ta để dân phát triển tràn lan. Ở đâu cũng trồng một cái sản phẩm nếu như thị trường nó đang hút cái sản phẩm đó. Tôi nghĩ cái điểm hạn chế của chúng ta đó là cái tổ chức của chuỗi giá trị của chúng ta. Như tôi nói, đôi khi rất nhiều những mặt hàng chúng ta trồng, sau đó chúng ta qua một hệ thống thương lái và sau đó thì chúng ta bán. Chúng ta không làm theo đơn đặt hàng. Và chúng ta cái giá cả nó rất là bấp bênh, nó chạy theo thị trường và ai ép được ai thì là người ta cứ ép. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, cả nước có 39 liên hiệp hợp tác xã và 12.596 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả còn rất ít. Cụ thể có tới 6.400 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém. Tính tới hết quý 2 năm 2018, cả nước còn 709 hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động cần giải thể. Đối với hội nông dân thì chưa có một cái sự phối hợp rất là rõ ràng và sâu sát giữa những cái bộ phận, ví dụ như là anh này kinh doanh trái cây, anh kia kinh doanh là rau chẳng hạn. Thì thực ra ở các nước khác thì họ phối hợp thành một cái dây chuyền khép kín, một cái chuỗi cung ứng để làm sao họ tối ưu được cái giá trị. Ở mình thì là các hộ hoạt động theo riêng lẻ, có nghĩa là cá nhân tự họ trồng trọt, tự họ có sản phẩm.
Chính sự liên kết lỏng lẻo trong sản xuất, tiêu thụ này đã khiến nông sản rơi vào tình trạng bấp bênh. Do đó, nếu ngành nông nghiệp không nâng cấp năng lực sản xuất, không tập trung xây dựng các chuỗi giá trị nông nghiệp chất lượng cao thì sẽ rất khó trụ vững. Thưa quý vị, theo mục tiêu đề ra tới năm 2020, Việt Nam sẽ có 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, việc liên kết sản xuất này đang gặp nhiều khó khăn. Vậy những khó khăn đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tiếp theo. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất rau quả để cung cấp ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, thời gian qua hợp tác xã Thái Sơn không ngừng liên kết sản xuất để mở rộng diện tích sản xuất. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất này liên tục gặp phải những khó khăn do không liên kết được với các hộ dân. Không phải chỉ riêng hợp tác xã Thái Sơn, mà đây còn là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp khi muốn mở rộng sản xuất trong nông nghiệp. Tại vì nông dân là đa số các bác từ 40-50 trở lên, nên họ ảnh hưởng rất nhiều về cái định nghĩa hợp tác xã ngày xưa là do nhà nước quản lý. Nhưng hiện tại thì nhà nước cũng đã thay đổi rất nhiều về hợp tác xã, nên đa số là họ cũng chưa biết, nên họ cũng rất là hoang mang. Nên mình cũng thuyết phục họ rất là khó khăn trong việc liên kết hợp tác xã. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự lỏng lẻo trong mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ là do nền sản xuất nông nghiệp của chúng ta vẫn còn duy trì thói quen sản xuất theo kiểu truyền thống, mang nặng tính tự phát và nhỏ lẻ. Chính sự manh mún này khiến quá trình tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu hàng hóa đầu ra với quy mô lớn còn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp chế biến, phân phối hoặc bao tiêu sản phẩm khó có thể ký kết hợp đồng đơn lẻ với hàng trăm hộ nông dân với quy mô sản xuất và trình độ canh tác khác nhau. Một là chúng ta xuất phát từ một nền sản xuất rất nhỏ bé. Trong lĩnh vực lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà tôi đã cống hiến gần 40 năm, thì chúng tôi thấy thế này. Thì cái diện tích bình quân cho mỗi nông hộ càng lúc càng nhỏ đi, càng bé lại, khoảng chừng 5.000 mét vuông cho tới 1 hecta một nông hộ. Đó. Và cái doanh nghiệp lớn khi họ muốn tiếp cận với bà con nông dân thì họ tiếp cận qua trung gian. Họ không thể nào một doanh nghiệp lớn khi muốn xuất gạo họ tiếp cận một lúc cả ngàn nông dân được. Và hiện tượng gọi là hiện tượng bẻ kèo là xảy ra liên tục. Đấy là một nguyên nhân đầu tiên từ xuất phát mình sản xuất quá nhỏ bé. Không những thế, không ít chuyên gia cho rằng nhiều doanh nghiệp đã liên kết ký hợp đồng tiêu thụ nông sản với người dân, cũng như các hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố thu mua nông sản. Tuy nhiên, có những thời điểm khi vào vụ thu hoạch, nông dân vẫn còn tâm lý găm hàng, chờ giá hoặc thấy giá bán ở ngoài thị trường cao hơn, hấp dẫn hơn so với giá cố định mà đã ký với doanh nghiệp từ đầu, thì ngay lập tức họ bán hàng cho thương lái để thu lợi nhuận. Thì một số hộ nông dân cũng chưa có hiểu lắm về hợp tác xã theo kiểu mới, ra vấn đề liên kết gặp trở ngại về vật nhận thức. Bên cạnh còn có một số khó khăn khác như là cái giá cả nông sản nó cũng làm cho nông dân không có yên tâm lắm khi hợp tác với hợp tác xã. Hợp tác xã khi liên kết với hộ dân thì sản xuất theo kế hoạch, theo chủng loại rau, theo từng mùa, từng giai đoạn, theo từng cái đơn hàng. Nhưng mà cái giá cả ở đây hợp tác xã ký kết với nông dân thì giá ổn định, nó kéo dài khoảng ít nhất là 3 tháng, thường thì một năm để đảm bảo cái đời sống cho nông dân. Nhưng mà người dân thì thường hay so sánh giá chợ, thì thị trường nông sản thì rất là bấp bênh, một ngày rất là nhiều giá. Thời tiết mà bất lợi thì giá nó cao, thời tiết ổn định tốt thì giá thấp. Thành ra người dân chỉ nếu mà cái không ổn định thì sản xuất, cái tinh thần không có được gọi là chung thủy với lại hợp tác xã thì cái việc liên kết nó hơi khó là vấn đề đó. Người nông dân đó thì thật sự thì họ cái trình độ học vấn của họ rất ít, và đây là cái việc làm lần đầu tiên mà họ được tiếp cận. Thì cái tâm lý của người sản xuất nhỏ đó thì họ thấy cái lợi trước mắt cái đã, chứ họ không tính cái lợi lâu dài. Cho nên là khi mà ký hợp đồng doanh nghiệp rồi đó thì họ sẵn sàng bẻ kèo nếu mà doanh nghiệp khác trả giá cao hơn lúc mà thu hoạch. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã muốn mở rộng quy mô sản xuất nhưng lại vướng ở nguồn vốn. Thực tế, nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho việc phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận những ưu đãi này còn rất khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng. Khó khăn thì nhiều chứ. Thứ nhất về thời gian sử dụng, hành tính thì lâu, rồi quá trình phải qua nhiều cơ quan ban ngành chức năng, rồi thời gian xử lý công việc thì cũng phải chờ. Nói chung thì cái đó là chặn chung rồi, thì mình phải thích ứng thôi, chắc cũng không thể nào mà nói hơn được, bởi vì nó đòi hỏi qua tầng tầng lớp lớp các cơ quan. Về thủ tục để mà thực hiện ưu đãi này còn rất nhiều,
chúng tôi thấy rõ cái điều này. Một dự án muốn nhận được cái đồng tiền hỗ trợ thì phải mất 16 bước, khoảng 40 cái thủ tục rất dườm dà. Và như thế nó mang nặng cái hình ảnh của cơ chế xin cho. Chính những hạn chế như trên đã khiến cho nền nông nghiệp Việt Nam vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Do đó, hiện nay ngành nông nghiệp cần phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt để hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới. Vâng, thưa quý vị, việc thiếu liên kết trong sản xuất khiến sản xuất nông nghiệp vẫn phổ biến ở tình trạng nhỏ lẻ, manh mún. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy cho mục tiêu phát triển nông nghiệp. Vậy những hậu quả đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo các chuyên gia, thiếu liên kết sản xuất khiến chúng ta đang tỏ ra yếu kém trong việc kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu. Và đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng được mua mất giá hay những cuộc giải cứu nông sản trong thời gian gần đây. Tháng 3 năm 2016, cả nước đã giải cứu hơn 20.000 tấn dưa hấu tại Gia Lai. Tháng 2 năm 2017, giá dưa hấu Quảng Ngãi xuống chỉ còn 1.000 đồng trên 1 kg. Cả nước lại giải cứu hơn 22.000 tấn dưa hấu. Tiếp sau dưa hấu, tháng 4 năm 2017, giá chuối tại Đồng Nai giảm còn 1.000 đến 1.500 đồng, chỉ bằng 1/10 giá của cùng kỳ năm trước. Tháng 3 năm 2018, cả nước lại giải cứu củ cải, su hào. Hiện tại giờ những người mà đang sản xuất nhỏ lẻ đó thì người ta rất là thiệt thòi. Vẫn sử dụng cái câu nói cũ là được mùa thì mất giá, mà mất giá thì được mùa. Tôi hoặc là không có mua cá nhân, tôi chỉ mua không mua qua những cái hợp tác xã, rồi thậm chí tôi mua qua những cái doanh nghiệp mà người ta có vùng nguyên liệu thì tôi mua trực tiếp về, chứ tôi không có thu mua nhỏ lẻ. Tại vì nhỏ lẻ như vậy thì tôi cũng không có giải quyết được những cái đơn hàng xuất khẩu và cũng trong nước tôi cũng không có bán được. Không những thế, việc không liên kết được trong sản xuất, thiếu chuỗi cung ứng hoàn thiện, nông sản Việt sẽ khó kiểm soát chất lượng cũng như tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Thiếu liên kết cũng là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp lớn hiện nay đang phải thực hiện quy trình ngược khi thu mua nông sản. Cái trước mắt của mình là mình thấy rất rõ ràng, đó là cái tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và tồn dư hóa chất trong nông sản của mình. Và hiện nay đã có những cái thị trường họ đã cảnh báo về cái tồn dư. Cho nên là vì doanh nghiệp và nông dân không liên kết với nhau được, cho nên doanh nghiệp thì nó đầu ra, nông dân nó đầu vào. Và cái đầu vào này giá thành nông quá cao, giá thành nông nghiệp Việt Nam mình thuộc là cao trong khu vực. Thì do công lao động mình càng ngày càng nhiều mà chúng ta có những cái cơ giới hóa không được. Chúng ta không cơ giới hóa. Ngành mía đường là cũng lao đao. Các cái ngành về cái đậu phộng ở Tây Ninh bây giờ diện tích giảm rất là nhanh do không cơ giới hóa. Cái đậu nành cũng vậy thôi, rồi nhiều cái cây trồng khác. Bên cạnh đó, thiếu liên kết cũng khiến việc thực hiện cơ giới hóa, đưa máy móc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao và khi xuất bán phải qua nhiều khâu trung gian, do đó thu nhập của người nông dân còn rất hạn chế. Và hiện nay để xử như chúng ta thấy là cái một trong những cái vấn đề khúc mắc của nông nghiệp ấy, là bà con nông dân cái thu nhập rất là thấp đấy, và để đến được thị trường cuối cùng ấy, qua một loạt các cái khâu trung gian. Từ những hậu quả trên, việc đẩy mạnh tổ chức liên kết chuỗi sản xuất trong nông nghiệp được coi là giải pháp tối ưu giúp cho ngành nông nghiệp có thể bứt phá trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường nông sản thường xuyên biến động, liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân là hướng đi cần thiết, là giải pháp bảo đảm sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp. Vậy giải pháp nào để tăng cường liên kết sản xuất trong nông nghiệp? Nội dung này sẽ được tiếp tục phân tích và làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần tới với chủ đề liên kết sản xuất thúc đẩy nông nghiệp phát triển, phát sóng vào 20:35 ngày 16 tháng 10. Xin mời quý vị chú ý đón xem. Còn bây giờ chương trình xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.